Thì mình xin chào quý vị các bạn đã đến với kênh tin tức nóng cập nhật ngày hôm nay. Thì mình là Thế Anh sẽ dẫn dắt các bạn qua những bản tin nóng được chúng ta được kênh cập nhật một cách nhanh chóng cũng như là những bản tin hay nhất trong ngày. Và sau đây không làm mất thời giờ của quý vị các bạn nữa, chúng ta đến với tin đầu tiên nha mọi người. Mỹ hẹn sắp tập trận bắn nòng thật lớn chưa từng có. Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức cuộc tập trận bắn nòng thật lớn chưa từng có vào tháng 6 để kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22 tháng 3 thông báo cuộc tập trận này được tổ chức nhằm củng cố đoàn kết của các đồng minh, phô diễn ưu thế quân sự và thể hiện sự trọng tâm của liên minh là đảm bảo hòa bình bằng sức mạnh thông qua hành động. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc dự kiến huy động nhiều khí tài công nghệ cao cho cuộc tập trận bắn nòng thật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6, trong đó có các khí tài không người lái nhằm chứng minh sức mạnh và khả năng cơ động của liên minh. Chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện khác nhau. Qua đó, quân đội Mỹ và Hàn Quốc có thể cho Triều Tiên cũng như cộng đồng thế giới thấy thành tựu chúng tôi đạt được trong lĩnh vực quốc phòng quân sự, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Thông tin được công bố trong lúc Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung Lá Trắng Tự Do, dự kiến kết thúc ngày 23 tháng 3. Triều Tiên chỉ trích một cuộc tập trận này phóng một số tên lửa ra biển và cảnh báo biến Thái Bình Dương thành thao trường hoặc bãi thử vũ khí. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây tiếp tục leo thang khi Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản, trong khi Triều Tiên cũng tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả. Triều Tiên tuần qua phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo, trong đó có tên lửa xuyên lục địa Hwangsung 17. Động thái này nhằm phản ứng với cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày của Mỹ, Hàn Quốc, cũng như cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Mỹ chào bán trực thăng chiến đấu giá hời cho Slovakia. Mỹ đề nghị bán cho Slovakia 12 trực thăng chiến đấu với mức giá chỉ bằng 1/3 sau khi Bratislava gửi tin kích MiG-29 đã lội biên tới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Zajulavac cho biết Mỹ đề nghị bán các trực thăng chiến đấu Bell AH-1Z Viper với mức giá được giảm 2/3 và thỏa thuận này cần được chính phủ Slovakia phê duyệt. Theo đó, Slovakia sẽ trả 340 triệu đô la trong vòng 3-4 năm cho gói trị giá hơn 1 tỷ đô la. Phần còn lại sẽ được chi trả theo chương trình tài chính quân sự nước ngoài của Mỹ. Theo ông Nat, thỏa thuận này bao gồm các bộ phận trực thăng, hoạt động huấn luyện và hơn 500 tên lửa AMG-114 Hellfire thế hệ thứ 2. Đề nghị này cực kỳ có lợi và sẽ tăng cường đáng kể tiềm năng quốc phòng của Slovakia. Slovakia, thành viên NATO ở sườn đông của liên minh quân sự, hiện không có trực thăng chiến đấu. Nước này đã lội biên phi đội tiêm kích MiG mùa hè năm ngoái và dựa vào các nước láng giềng Trung Âu là Cộng hòa Séc, Ba Lan và Hungary để được hỗ trợ phòng không. Tuần trước, Slovakia trở thành đồng minh thứ hai của Ukraine sau Ba Lan cung cấp máy bay chiến đấu, loại vũ khí mà Kiev tin là rất quan trọng để lùi lực lượng Nga. Slovakia cũng sẽ cung cấp một phần hệ thống phòng không cấp cho Ukraine. Ông Nat nhấn mạnh rằng, cùng với đề nghị cung cấp thiết bị của Mỹ, Slovakia sẽ nhận được khoản bù đắp 250 triệu euro, tương đương 269 triệu USD từ Liên minh châu EU. Ông cho biết việc Mỹ đề nghị cung cấp trực thăng một phần do Slovakia hỗ trợ nước láng giềng Ukraine, đồng thời là sự đền bù gián tiếp cho việc chậm giao tiêm kích F-16 mà nước này đã đặt hàng vào năm 2018. Theo dự kiến, Mỹ sẽ bàn giao lô tiêm kích F-16 cho Slovakia vào năm sau. Tiếp theo, tướng Mỹ cảnh báo Ukraine trả giá rất đắt để đẩy lùi Nga. Tướng Mỹ mất Milley cho rằng chiến sự Ukraine phải kết thúc bằng giải pháp ngoại giao, cảnh báo Kiev phải trả giá rất đắt về người và của để đẩy lùi Nga. Tôi quan ngân ý chí, lòng dũng cảm và sự kiên cường của người Ukraine, nhưng rất khó để Ukraine đẩy lùi mọi quân dân Nga bằng biện pháp quân sự. Họ sẽ phải trả cái giá rất đắt về người và của, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Đại tướng Mark Milley ngày 21 tháng 3 nhận định. Tướng Milley tin rằng các nhà ngoại giao từ nhiều quốc gia sẽ là những người chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine, tìm ra cách để hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Tới lúc nào đó, mọi người sẽ nhận ra rằng cái giá để tiếp tục đạt mục tiêu bằng biện pháp quân sự là thách thức rất lớn. Tướng Milley đưa ra bình luận trong bối cảnh một số quốc gia đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Trong những tuần qua, Trung Quốc nêu đề xuất hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, song Nhà Trắng cho rằng điều này có lợi cho Moscow. Trong khi đó, giao tranh dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine tại vùng Donbass tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại khu vực thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Ukraine tuyên bố điều
quân tăng viện và quyết giữ Bắc Môn. Phía Nga thông báo đã kiểm soát khoảng 70% diện tích thành phố. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine có thể mở cuộc phản công trong tương lai gần, song đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cầm cự trước những đợt tiến công liên tục của lực lượng Nga với ưu thế vượt trội về khí tài và quân số. Họ cũng nhận định Ukraine phải cầm cự đủ lâu và ngăn Nga kiểm soát thêm lãnh thổ trước khi nhận được loạt khí tài tiên tiến mới của phương Tây, trong đó có xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và các loại pháo. Tin tiếp theo, Nhà Trắng nói Nga-Trung liên kết để thách thức Mỹ. Nhà Trắng cho rằng quan hệ Nga-Trung ngày càng sâu sắc, phần lớn do lợi ích chung của họ trong thách thức ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ. Lợi ích chung của họ là đẩy lùi Mỹ và ảnh hưởng của chúng tôi trên toàn thế giới, đẩy lùi điều mà chúng tôi gọi là trật tự thế giới dựa trên luật lệ. John Kirby, phát biên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, trả lời phỏng vấn CNN hôm 21 tháng 3 đề cập Nga và Trung Quốc. Ông giải thích rằng trật tự thế giới dựa trên luật lệ là quy tắc pháp trị cũng như các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc mà mọi quốc gia trên thế giới cần tuân thủ, nhưng họ đang đẩy lùi điều đó. Bình luận được ông Kibai đưa ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm Nga, nơi ông hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin về củng cố quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế cũng như khủng hoảng Ukraine và các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Họ muốn thay đổi luật chơi và nhìn thấy nhau như người bạn có thể mang lại lợi ích. Kibai nói, về cơ bản, họ đang dựa vào nhau để thức sự lãnh đạo của Mỹ và phương Tây, đặc biệt ở châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Trong tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm nay, ông Tập và ông Putin cho biết quan hệ đối tác của họ là vì lợi ích cơ bản của cả hai nước. Thêm rằng, Nga cần Trung Quốc thịnh vượng, ổn định và Trung Quốc cần một nước Nga mạnh mẽ thành công. Bình luận về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra vài ngày sau khi Tòa hình sự quốc tế phát hiện phát lệnh bắt ông Putin. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Bắc Kinh không muốn buộc Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm về cáo buộc do tòa hình sự quốc tế đưa ra. Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố những chủ đề được Nga-Trung thảo luận tại Moscow là vấn đề của hai nước, không phải việc của Mỹ. Và sau đây là bản tin cuối cùng, bản tin thứ 5 cũng là bản tin cuối cùng của tin tức chúng tôi ngày hôm nay. Nhật tuyên bố ủng hộ Ukraine đến khi hòa bình khôi phục. Thủ tướng Kishida nói Nhật Bản sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi hòa bình khôi phục và mời Tổng thống Zelensky dự nghị thượng đỉnh vào tháng 5. Thế giới từng kinh hoàng khi chứng kiến dân thường ở Bucha bị sát hại một năm trước. Tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói ngày 21 tháng 3 tại thị trấn Bucha, Tây Bắc thủ đô Kiev, Ukraine. Tôi muốn thay mặt người dân Nhật gửi lời xin chia buồn đến các nạn nhân. Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine với nỗ lực cao nhất để khôi phục hòa bình. Ukraine tháng 4 năm 2022 cáo buộc lượng Nga thảm sát dân thường, khiến khoảng 400 người thiệt mạng tại Bucha. Moscow cho rằng những hình ảnh về các thi thể là dàn dựng, cáo buộc Kiev đứng sau các hành động khiêu khích, thô bỉ và bất chấp đạo lý ở Bucha. Thủ tướng Kishida sau đó đến Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine và mời ông Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5. Lãnh đạo Nhật Bản gọi chiến dịch của Nga tại Ukraine là hành động thái quá, làm lung lay nền tảng trật tự quốc tế. Tổng thống Zelensky mô tả Thủ tướng Kishida là người bảo vệ mạnh mẽ cho trật tự quốc tế và là người bạn lâu năm của Ukraine. Ông kêu gọi Nhật Bản tham gia vào quá trình tái thiết hậu chiến ở Ukraine và cho biết sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G7 qua kết nối video. Ông Kishida tuyên bố Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ trị giá 7,1 tỷ đô la cho Ukraine như đã cam kết. Tokyo sẽ phân bổ 30 triệu đô la thông qua các quỹ thác của NATO để giúp Ukraine mua trang bị phi sát thương. Ông còn công bố một gói hỗ trợ không hoàn lại với trị giá 470 triệu đô la cho các năng lượng và các lĩnh vực khác của Ukraine. Ông Kishida là lãnh đạo cuối cùng thuộc nhóm G7 thăm Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine tháng 2 năm 2022. Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tháng 2 bất ngờ đến Kiev và ông gặp ông Zelensky, cam kết về sự ủng hộ vững chắc cho nước này ngay trước thời điểm chiến sự trong một năm. Trước đó, lãnh đạo 5 nước khác thuộc G7 là Canada, Pháp, Đức, Italy, Anh cũng đã tới thăm Kiev. Chuyến thăm Ukraine của ông Kishida được giữ bí mật đến phút chót vì lý do an ninh. Thay vì rời Ấn Độ sau chuyến thăm 2 ngày để trở về Nhật Bản, ông Kishida tới Ba Lan và đi tàu hỏa đến Kiev ngày 21 tháng 3. Các lãnh đạo Nhật Bản hiếm khi di chuyển đến những khu vực có rủi ro an ninh cao và thực hiện một chuyến thăm không báo trước cũng ít xảy ra. Mỹ ủng hộ chuyến thăm của ông Kishida, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan nói Nhật Bản là quốc gia đi đầu trong hỗ trợ Ukraine
tự vệ trước chiến dịch của Nga. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thủ tướng Kishida sẽ gặp người đồng cấp Ba Lan Matteo Morawiecki trước khi về nước ngày 23 tháng 3. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video tin tức nóng cập nhật ngày hôm nay. Và để ủng hộ kênh thì các bạn hãy cho kênh một like, một đăng ký cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi coi kênh có ra video cho mọi người. Và một lần nữa, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình cũng xin cảm ơn tất cả quý các bạn đã ủng hộ tụi mình trong thời gian vừa qua, và sẽ mong các quý vị và các bạn sẽ ủng hộ tụi mình trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì kênh tin tức nóng chọn lọc cũng như chọn lọc xin kính chào quý vị các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin ngày mai.